Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì em lại có mặt tại Auto Long Biên. Có một chiếc xe Kia Forte sản xuất là 2011 lắp ráp trong nước. Có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen, cực kỳ đẹp, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Với chiếc xe này thì đơn vị bán ra sẽ có cam kết rõ cho anh chị và các bạn là xe không đâm va, không ngập nước, bao check test toàn quốc. Anh chị và các bạn quan tâm có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ hỗ trợ thông tin đầy đủ cho các bác có thể tham khảo. Với một mẫu xe rất đẹp ạ, tầm giá nó chỉ loanh quanh trong khoảng 300 thôi là anh chị và các bạn có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Đấy, một chiếc xe có kiểu dáng sedan. Sử dụng khối động cơ máy của chiếc xe thì nó sử dụng khối động cơ là 1.6 số tự động. Ở cái phiên bản này thì nó sẽ có phiên bản số sàn và số tự động, và phiên bản máy 2.0. Thì phiên bản em được giới thiệu anh chị và các bạn là phiên bản 1.6. Công nghệ an toàn thì nó cũng tương đối là nhiều ạ. Với dòng xe Hàn nó thiên về những cái phụ kiện cũng như là đồ chơi trên xe. Mặc dù sản xuất 2011 nhưng mà nó cũng có trang bị đầy đủ như cam lùi, cảm biến lùi. Rồi là hệ thống ghế của chiếc xe thì trang bị hệ thống ghế da rộng rãi cho 3 người ngồi và có trang bị bệ tỳ tay. Chủ xe thì cũng đã rất là giữ gìn trang bị thêm một lớp thảm trải sàn thôi. Xe thì cũng vẫn có trang bị cả cửa sổ trời. Hơi đáng tiếc ở trên chiếc lái xe này một chút thì là nó cũng không có trang bị màn hình giải trí. Mà anh chị và các bạn nếu mà mình cần mình có thể độ thêm thôi. Cái màn hình giải trí bây giờ nó cũng rẻ thôi, nó cũng không đắt lắm đâu. Đây là các phím điều chỉnh, chức năng, lên xuống kính chỉnh gương. Rồi chất lượng ốc bản lề, ốc cánh cửa các bác có thể quan sát cùng em. Đây là chất lượng ghế lái và ghế phụ. Mọi chi tiết của chiếc xe thì nó vẫn giữ được trong tình trạng hoàn hảo. Về những chất lượng như là cần số, đấy bác có thể thấy. Xe thì sử dụng khối động cơ là 1.6 số tự động. Có trang bị hệ thống giải trí FM, radio, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, gửi số trên vô lăng. Có set control, có set đầy đủ các tính năng. Đấy, hệ thống an toàn trên chiếc xe thì nó cũng rất là nhiều đấy ạ. Đây là cái khoang máy của chiếc xe thì em sẽ mở qua để anh chị và các bạn có thể quan sát đầy đủ hơn, chi tiết hơn. Đây là những cái phần chi tiết về khoang máy của chiếc xe. Xe thì vừa mới về cửa hàng, em chưa hề dọn dẹp gì đâu ạ. Em quay nguyên mộc cho anh chị và các bạn có thể tham quan qua về những chi tiết ốc ác, kèo chỉ của chiếc xe. Trong quá trình quay mà các bác cần xem kỹ hơn, chi tiết hơn hãy liên hệ em. Và chiếc Kia Forte 1.6 số tự động sản xuất 2011 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá 325 triệu còn thương lượng. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Xin chào.